Tại sao cần trưng cầu dân ý với dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam? Dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam là một dự án rất lớn với vốn đầu tư lên tới 67 tỷ đô la. Cho dù lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam nhiều lần trấn an rằng đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ được xây dựng bằng nguồn nội lực trong nước, không vay vốn từ nước ngoài, nhưng có nghi ngờ cho rằng Trung Quốc sẽ là nhân tố bí mật và sẽ lộ diện ngay khi có cơ hội thuận tiện. Bởi lý do ngoài Trung Quốc ra, Việt Nam khó có thể tìm được một đối tác nước ngoài nào có khả năng cung cấp tín dụng và công nghệ cho đại dự án này. Ngoài ra, cũng vì sự áp đặt và sự gấp rút của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cụ thể vào ngày 7 tháng 10, kết luận của Thường trực Chính phủ cho biết dự án này đã được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất chủ trương. Đồng thời, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng Thẩm định Nhà nước trước ngày 10 tháng 10, để sau đó trình Chính phủ vào ngày 18 tháng 10. Theo giới chuyên gia nhận định, một dự án xây dựng đặc biệt quan trọng, có vốn đầu tư hàng chục tỷ đô la mà chỉ thẩm định vẹn vẹn trong vòng có một tuần thì quả là không thể tưởng tượng được. Chưa kể vấn đề phương án kỹ thuật của dự án mà Chính phủ đưa ra vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi. Câu hỏi đặt ra là tại sao ông Phạm Minh Chính vì lý do gì đã kiên quyết khẳng định rằng chỉ bàn làm, không bàn lùi? Phải chăng có sự thúc đẩy của ban lãnh đạo Bắc Kinh? Ngoài ra có nhiều ý kiến nhận thấy chính quyền cần tổ chức trưng cầu dân ý về đại dự án này. Luật trưng cầu dân ý Việt Nam đã ban hành một cái hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 vừa được đánh giá là sự thể chế hóa quyền lực dân chủ trực tiếp của công dân đã được hiến pháp quy định. Tuy nhiên, kể từ đó cho đến nay, bộ luật này chỉ tồn tại trên văn bản và không được chính quyền áp dụng một lần nào. Theo kế hoạch, Quốc hội Việt Nam khai mạc vào 21 tháng 10 sẽ xem xét và thông qua nghị quyết kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây là lần thứ hai dự án này sẽ được Quốc hội xem xét và thông qua. Lần thứ nhất vào ngày 19 tháng 6 năm 2010, sau khi đã có sự chấp thuận của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình Quốc hội với chi phí đầu tư khoảng 58 tỷ đô la. Nhưng có tới 208 người trong tổng số 439 đại biểu Quốc hội, chiếm tỷ lệ 41% đã bỏ phiếu không tán thành. Tham vọng ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa ở Sài Gòn của ông Ba Dũng đã phá sản. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu báo trước cho thấy Quốc hội lần này sẽ không phản bác dự án này như cách đây 14 năm. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ được Quốc hội thông qua với lý do các đại biểu Quốc hội hiện nay chỉ là những nghị gật theo chỉ thị của Đảng. Lần này, khả năng cao dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ được triển khai bất chấp các cảnh báo của giới chuyên gia, kinh tế cũng như kỹ thuật. Đây sẽ là một cái chết được báo trước. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ gây ra tai họa gấp hàng trăm, hàng ngàn lần dự án đường sắt trên cao Cát Linh, Hà Đông, với chiều dài chỉ vẹn vẹn có 14 km như đã thấy. Kể cả vấn đề đội vốn thêm nhiều chục tỷ đô la cũng cần phải được lường trước. Các quan chức lãnh đạo Việt Nam rồi cũng sẽ hoàn toàn vô can và được hưởng những món lãi quả khổng lồ. Ở chiều ngược lại, mọi sự thiệt hại đều phải trả bằng những đồng tiền thuế đẫm mồ hôi và nước mắt của hàng trăm triệu người dân Việt Nam. Bài học cho Tô Lâm, Tổng thống Indonesia không liên kết chỉ về lợi ích của đất nước và người dân. Trong bối cảnh sự cạnh tranh tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng, xu thế chung của các quốc gia trên thế giới là phải chọn phe hoặc Mỹ hoặc phương Tây, hoặc phe độc tài như Trung Quốc hay Nga. Tổng thống Indonesia Widodo đã thực hiện thành công của chính sách đối ngoại riêng cho quốc đảo này, điều gì đã khiến cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều phải kiêng dè họ. Đây là bài học rất có ý nghĩa với mọi quốc gia, đặc biệt là Việt Nam nói chung và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói riêng. Trong bối cảnh sự bất đồng giữa Hà Nội và Bắc Kinh đã gia tăng đến mức độ đáng kể, được đánh giá ở mức xấu nhất kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Nguyên nhân chính là do sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của tân lãnh đạo Việt Nam với chủ trương nghiêng về Hoa Kỳ và phương Tây, đồng thời rời xa Trung Quốc. Theo giới phân tích, việc Hoa Kỳ được cho là hết lòng ủng hộ Việt Nam thực ra chỉ là một chiêu thức của Mỹ nhằm lôi kéo Hà Nội rời xa Bắc Kinh. Mỹ và Việt Nam có thể chính trị trái ngược nhau, do vậy đây là mối quan hệ đồng sàng dị mộng. Vậy điều gì mới có thể giúp Việt Nam độc lập tự chủ, không lệ thuộc vào các cường quốc, thoát hẳn tình trạng rối rắm tơ vò hiện nay? Vào ngày 17 tháng 10, tạp chí Far Right có bài bình luận với chủ đề "Vị Tổng thống không bao giờ đứng bởi phe nào" của tác giả Ben. Theo tác giả, ông Joko Widodo là một tổng thống hiệu quả và được ngưỡng mộ nhất trong số 5 tổng thống của Indonesia
kể từ khi nước này trở thành quốc gia dân chủ vào năm 1998. Trong suốt 10 lãnh đạo quốc gia, Tổng thống Widodo đã vô cùng nổi tiếng, nhất là với những thành tựu kinh tế, cũng như việc mở rộng dịch vụ y tế và giáo dục cho công chúng. Điều đó khiến cho ông Widodo trở thành một trong những lãnh đạo được yêu thích nhất trong thế giới tự do và dân chủ. Đáng chú ý, ông Widodo đã tạo ra Indonesia cho một con đường đi riêng giữa các cường quốc, coi trọng sự độc lập, không liên kết và quyền lợi của quốc gia cũng như của người dân là điều kiện tiên quyết trong quan hệ đối ngoại. Theo giới phân tích quốc tế, ông Widodo đã định hình chính sách đối ngoại của Indonesia, chống lại quan điểm cho rằng những quốc gia đang phát triển phải lựa chọn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trái ngược với những ý nghĩ của ông Tô Lâm, Tổng thống Widodo không bao giờ tham dự trực tiếp các phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông cũng thường tránh sử dụng lời lẽ ngoại giao khoa trương, tránh các hội nghị thượng đỉnh quốc gia và tập trung vào việc tham dự những diễn đàn kinh tế lớn để mời chào các nhà đầu tư cho Indonesia. Là một chính khách thực dụng, ông Widodo cam kết biến Indonesia trở thành điểm tựa hàng hải toàn cầu. Khi xảy ra va chạm giữa Bắc Kinh với Hà Nội trên Biển Đông, ông chọn sự im lặng vì cho rằng những cuộc đụng độ trên Biển Đông sẽ có lợi làm gia tăng giá vận chuyển và bảo hiểm cho các công ty của Indonesia. Đây là lý do khiến Indonesia không luôn được ông Tập Cận Bình, các nhà đầu tư Hoa Kỳ và phương Tây o bế, bất chấp cảnh báo trước đây cho rằng ông Widodo đang chọn Trung Quốc thay vì Hoa Kỳ. Mới đây, hãng công nghệ Microsoft quyết định đầu tư dịch vụ đám mây trị giá tới 1,7 tỷ đô la tại Indonesia. Trước đó vào tháng 4 năm 2024, giám đốc điều hành Tim Cook đã đến thăm Việt Nam với nhiều hứa hẹn tốt đẹp, nhưng ngay sau đó, tập đoàn Apple lại khẳng định sẽ đầu tư nhà máy tại Indonesia. Vì lợi ích quốc gia của người dân Indonesia, chủ trương không phụ thuộc, không liên kết với các cường quốc của vị tổng thống này được đánh giá là đi trước thời đại. Điều đó cho thấy những quốc gia châu Á như Việt Nam vẫn có thể tránh được sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Đây là bài học cho ông Tô Lâm, cũng như cho giới lãnh đạo Việt Nam để thoát ra khỏi khủng hoảng như hiện nay. Ba lý do vì sao Trương Mỹ Lan phải sống và khả năng cao sẽ thoát án tử hình. Không ngoài dự kiến, sau khi lĩnh án tử hình trong vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 vào hồi tháng 4 năm 2024, bà trùm Trương Mỹ Lan tiếp tục nhận thêm án chung thân trong vụ án giai đoạn 2. Theo cáo buộc, bị cáo Trương Mỹ Lan và các tay chân tại ngân hàng SCB đã có hành vi vi phạm trong việc phát hành trái phiếu để chiếm đoạt số tiền đến 30.081 tỷ đồng của các cá nhân cũng như tổ chức gửi tại ngân hàng này. Hội đồng xét xử của phiên tòa giai đoạn 2 đã khẳng định như sau: cần phải nghiêm trị những người cầm đầu. Bị cáo Lan là người cầm đầu có vai trò chính nên phải áp dụng mức án nghiêm khắc nhất của điều luật. Đáng chú ý, sau phán quyết của hội đồng xét xử, theo truyền thông nhà nước, bà Trương Mỹ Lan nói lời cuối cùng như sau: bị cáo đứng đây, đầu đội trời, chân đạp đất, đối diện với hội đồng xét xử. Bị cáo gửi lời trân trọng tới chức đẹp nhất đến người đứng đầu đất nước, Tòa Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đã vất vả vì cái tên Trương Mỹ Lan làm chấn động cả Việt Nam cũng như quốc tế. Theo giới quan sát, những phát biểu rất khẳng khái của bà Lan không chỉ cho thấy bà dũng cảm của một bị cáo với hai bản án kịch khung, mà còn cho thấy bà vững tin rằng bản thân bà chỉ nhận bức án cao nhất ở trung thân, chắc chắn không bị tử hình. Ngân hàng SCB dưới sự thao túng của bà Lan đã phát hành trái phiếu với lãi suất cao, cộng với tội danh rửa tiền cũng như vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, gây thiệt hại lên đến 415.000 tỷ đồng. Theo giới thạo tin, bà Trương Mỹ Lan là một nhân vật có yếu tố Trung Quốc. Chồng bà, ông Chu Lập Cơ, quốc tịch Hồng Kông và có mối quan hệ gần gũi với cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang. Thậm chí tiền vốn kinh doanh chuyển qua lại giữa Vạn Thịnh Phát và Hoa Lục do cơ quan tình báo Hoa Nam trực tiếp điều hành. Việc quyết định cho điều tra vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà trùm Trương Mỹ Lan được đánh giá là một điểm sáng trong việc cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay rất nhạy cảm khi mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc sau một giai đoạn bị cho là rất xấu đang dần dần hồi phục trước sự xuống thang của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ban lãnh đạo tại Hà Nội. Do vậy, việc cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị mức án tử hình và chung thân trở nên hết sức nhạy cảm. Điều mà Tô Lâm muốn tránh trong lúc này hơn nữa đã từ lâu, cơ quan chống tham nhũng của Việt Nam không dám cho mở tung cái hũ mắm có tên Vạn Thịnh Phát của bà trùm Trương Mỹ Lan, cũng như việc nhà nước Việt Nam quyết định bỏ ra tới 24 tỷ đô la để mà cứu ngân hàng SCB, nhưng cũng không thể cứu vãn nổi. Các chi nhánh của ngân hàng SCB đã và đang
lần lượt phải đóng cửa, không thể tiếp tục hoạt động. Xin nhắc lại, trong một các phiên tòa, bà Lan đều thừa nhận tội trạng, đồng thời cam kết dùng toàn bộ tài sản của mình để bồi thường cho các bên bị hại. Ban lãnh đạo Việt Nam nói chung của ông Tô Lâm nói riêng đã thấy rõ sự nguy hiểm của vấn đề này. Bất kể các phiên phúc thẩm vẫn chưa diễn ra, nhưng bị cáo Trương Mỹ Lan bắt buộc phải sống để tiếp tục trả món nợ hàng trăm ngàn tỷ đồng. Bởi nếu không thì giải cứu ngân hàng SCB sẽ kéo theo già lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lỗ lượt vào tù. Trong đó có trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng là một tay chân thân tín của Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin ba lý do vì sao Trương Mỹ Lan phải sống và khả năng cao sẽ thoát án tử hình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.